Bây giờ em sẽ đi qua bên một cái xã khác để mua cua tôm cá gì đó phóng sanh. Người ta gọi hẹn em cách đây một tiếng đồng hồ mà giờ em chưa xuất hiện. Qua bển chắc chết quá, tại do để con rái cá nó đi mò cua bắt ốc nè. Em sẽ phóng sanh cho bà nội của em. Nhưng mà nghĩ tới bà nội thì thiên vị với ông nội, nghĩ tới ông nội thiên vị ông bà ngoại, nghĩ tới ông bà ngoại nghĩ tới ông bà cố, nghĩ tới ông bà cố rồi cụ quyền thất tổ, nghĩ tới cụ quyền thất tổ, nghĩ tất cả mọi người chúng sanh. Thật ra người Việt Nam mà mình đẻ mình lai giống với người Việt Nam thì cũng bà con dòng dòng xa 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 xa, cuối cùng là cùng chung một dòng máu. Và phóng sanh nguyên cho đất nước Việt Nam nha. Mà phóng sanh nguyên đất nước Việt Nam thì đất nước khác thiên vị